thêm đi. Bữa nay là mùng 5 tháng 5 là truyền thống của ông bà là mà trồng dừa nha. Bữa nay mình tiến hành trồng thêm mấy cây dừa sim lục ha. Đó, mấy cây sim lục mà hôm giờ mình làm mấy cái clip quay mấy cây dừa sim lục mà trái rất là nhiều. Hôm qua mà có một buồng là giao tới 28 trái luôn. Chứ mà chị mới giao xuống 18 cây à. Đúng chưa? Rồi 18 đi, thiếu lý nữa. Rồi. Để trong chín 2 cây. Để anh ấy ghé lấy 2 cây. Hai. Ừ. Cây ngắn cây lấy cây dài đó. Rồi. Lấy thêm 3 phân nữa được rồi. Cái giá theo lắp đất không ta? Đây ơi. Đây hôm nay đúng ngày mùng 5 tháng 5 buổi sáng này mình tranh thủ mình dặm thêm mấy cây sim lục ha. Đây thì cái lỗ mình cũng đào hôm qua rồi, giờ mình mới tiến hành bỏ phân trộn vi sinh của mình vô nè. Rồi dừa giống thì cũng đã có rồi đây. Cái gì giống đây. Đó. Lỗ thì cây chay tại trái dừa sim lục này nó không có bự nên mình không cần đào cái lỗ to như cái dừa Mã Lai, dừa ta mình. Thì mình đồ mình đào khoảng chừng một lưỡi giá thôi, rồi mình đổ phân lên. Nó chiều ngang của nó từ khoảng 30 cm thôi. Đường kính nó 30 cm thôi. Rồi mình cho phân trộn vi sinh vô rồi mình quay. Này này hướng ra cặp mấy cái clip nước nha. Đó, rồi mình để xuống gì. Đó. Mình sẽ để xuống gì xíu qua lắp đất lại. Đó. Đất lại. Mình chỉ để thôi. Đó, lắp đất lại đè xuống. Nếu mình có xiên thì mình hút bùn ở dưới mấy cái clip mình đổ lên trên nó càng tốt. Không cứ lắp đất thì thay vì có mưa nó sẽ ăn phân, cây dừa sẽ phát triển thì từ mình sẽ vô phân các thứ ha. Đó giờ mình trồng mùng năm thì mình trồng tại vì mình thì mình trồng số lượng nhiều thì mình hay chọn ngày mùng năm để mình trồng, còn anh em khác thì tùy, anh em trồng cứ lựa những ngày mà tối trăng á, tối trăng như vậy thì theo cái truyền thống thì cái dừa của mình nó không có bị hư những đêm mà trăng tối nhưng mà cuối tháng đó, chứ còn anh em lựa ngay ngày 14, 15, 16 rồi trăng tròn hoặc là 12, 13 rồi những ngày là trồng rất là nguy hiểm nha. Mình trồng mình chừa cái đây lên thì khoảng mình không có đè sâu quá ha. Đó, mình chừa nó cũng còn hở mình thấy được cái này nè. Đó. Trồng sâu thì cái dừa nó cứng cáp, còn trồng mà ổng ấy thì nó bị hơi nó sẽ bị sau này nó ăn không sâu á thì nó hơi khi mà cái dừa nó cao gió nó có thể làm ngã. Đó, mình xong một cây xong ha. Rồi mình sẽ đi đặt tiếp để chúc anh Tám ăn cơm phụ mình. Còn đây là cái clip mương nè. Đó, clip này là ngày xưa mình trồng cái lứa dừa đầu tiên mà dừa có trạm á thì nó đã thất bại rồi, nó bỏ rồi. Chưa hết rồi mới trồng lại ở đây khoai dừa này khoảng 2 năm thôi. Đó, mới vệ sinh lại cỏ mọng các cái. Giờ mình đi đặt tiếp. Mình tiếp tục. Cây cách cây thì nếu mà trồng một hàng thì cây cách 5 mét cũng được ha. Còn nếu mà trong clip thì mình trồng thưa thưa ra 6-7 mét. Tại mình trồng dít dắt thì cây nó so le nha thì nó có thể hơn. Ở đây thì mình trồng chắc cũng khoảng 6 mét. 6 mét như đâu có 6 mét ạ. 6 mét là hơn. Nè, hàng cách hàng nè. Còn cây thì có thể hơn. Cây có 5 mét. Đổ hết hả anh ta? Để cho anh lắp đất lại giùm em đi. Vài bữa mà thấy em xuống hút bùn đổ lên luôn. Dám lội với anh Tâm? Ồ. Ba này không có lội. Ở trên đổ được phải không? Ừ. Cuối cùng em vẫn là người lội hả ta? Hầm ra không lội được. Hả? Hầm ra là không được. Này nước này cũng đâu có gì dơ đâu. Đã bùn ngứa rồi ha. Đó, lắp thêm đất lên trên đây. Xong ha, cũng rất là đơn giản, mình đào lỗ trước đi rồi mình chuẩn bị phân cắt trước đi rồi mình chỉ cần bỏ dừa xuống mình lắp đất là xong ha, rất dễ lắm. Hồi xưa mình có nghe nói là mấy ông già ổng kêu mấy đứa nhỏ bị tối rồi không bằng đồ mới khó, nó nghe nói cái đứa không anh Tám, nghe nói vụ mà không có bằng đồ không mấy đứa nhỏ chồng chồng dừa á ăn đêm mà không bận đồ luôn á, không biết có không? Chắc người vừa đây ha. Dạ. Chắc cái vừa đây ha. Nhiều người có cái cách khác nhau. Có người thì kêu mấy đứa nhỏ cho cái vừa nó lùng nó có trái. Nhưng mà giờ đâu cần vậy? Đó trồng hộp luôn ha. Anh
mà nói chung là cây mít này là mít đốc nha. Mít đốc là gì? Mít đốc bạn. Đốc là đốc. Đốc. Đốc lẹ lẹ. Đốc lẹ lẹ có trái ăn chứ. À, nó vui á. Ăn trái này xong ha. Phân đổ nhiều gì thì bắt ha, người xuống mới dễ nó hít phát triển nhanh. Sáng giờ ăn cơm với muối nữa hả anh Tám? Sáng giờ ăn cơm với muối mới đi hả? Quen hả? Rồi. Đây được mấy cây ta? 9 cây hay nhiều phải không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đúng rồi. Rồi đi qua mấy cái clip bên kia.